Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi MacUSA.com, công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nails và các cơ sở thương mại trên toàn nước Mỹ. Giá rẻ nhất, máy tốt nhất, không hợp đồng. SNS Signature Nail System, believe to succeed. Gạo nàng hương chở đào, đầu mùa dẻo thơm từng hạt. www.nanghuongchoadao.com. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khách công ty Mac USA là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nail và tất cả các cơ sở thương mại trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Đặc biệt, công ty Mac USA tặng website miễn phí cho khách hàng mới và chương trình Free Gift Card, Membership Card, không phải trả lệ phí hàng tháng, không hợp đồng, miễn phí máy và giấy in. Tất cả các máy của công ty Mac USA đều nhận được thẻ có chip EMV với phương châm khách hàng là trên hết. Đến với công ty Mac USA, quý vị có thể tiết kiệm đến $700 một tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có hệ thống POS tốt nhất cho nhà hàng và tiệm nails của quý vị. Ngoài ra, mỗi khi quý khách quên vô tiền tip cuối ngày, nhân viên Max USA sẽ vui vẻ giúp quý khách điều chỉnh tiền tip một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy gọi Max USA 1-888-873-7799, 1-888-873-7799. Max USA, cách tiết kiệm đơn giản nhất. Có thể nói một trong những món ăn khoái khẩu của người Việt Nam mình đó, là cái món bánh tráng cuốn tôm thịt với giá hẹp. Không biết ai thích ăn chấm với cái gì, chứ Việt Thảo là khoái nhất là chấm với nước mắm, tỏi, ớt, chanh, đường, chua chua, ngọt ngọt. Ăn vô nó đã lắm. Có nhiều người á thích cuốn với bún. Riêng cái sở thích Việt Thảo là bánh tráng cuốn tôm thịt giá hẹ ha, chua chua cay cay ngọt miệng. Có một miếng cơm lủng vào nó thì là số 1 luôn. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Đó là một trong những đặc điểm của gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. SNS is the first company in the world to create the pink and white dipping powder and jealous color. In recent years, with the growth of the nail industry, SNS has become an indispensable technique to the nail community for being both easy and effective. Since SNS products contain vitamin E, calcium, vitamin A, D3, and B5, there's no need for UV light, acrylic brushes, or liquid, making the nails healthy, strong, and durable. SNS helps salon owners grow profits, become anti-competitive, and easy to train employees, and there's no chemical odors in the salon. Currently, SNS is strongly developing a global distribution system from North America to Europe, Australia to South Asia. Discover the SNS nail dipping powder, the unique nail product, and the artistic nail designs. Welcome to Tonight with Việt Thảo. Hôm nay chỉ còn có một ít ngày nữa là tới cái kỳ bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ. Cái chuyện ai thắng cử để trở thành Tổng thống hay là cái kết quả như thế nào, cái điều đó đối với Việt Thảo giống như mọi người, mình chỉ còn chờ đợi thôi. Có một điều rút ra được cái bài học kinh nghiệm trong cái thời gian tranh cử thì chúng ta thấy cái người mà tạo cái trouble nhiều nhất là ông Donald Trump. Mà cái trouble nặng nhất và có thể nói nhiều người chú ý nhất trong thời gian qua cũng là một trong những cái nó liên quan đến vấn đề cái ngôn ngữ, cách cư xử, ăn nói và hành động đối với phụ nữ. Và cái nặng to nhất là lúc mà ông nói chuyện với Billy Bush, là một cái người host của một chương trình trên NBC. Thì lúc đó Donald Trump cũng mang cái lavalier giống như Việt Thảo, là cái microphone nhỏ, nó wireless để mà thu vô máy. Thì khi nói chuyện thu hình xong rồi hay gì không biết, hay là trước khi đó đã ông quên mute hay tắt nó đi. Chẳng hạn bây giờ Việt Thảo nè, đi thu hình xong rồi chạy vô restroom, những cái tiếng động, những cái gì đó người ta nghe hết trơn, nếu mình không tắt đi. Thì vô hình chung đã thu được lời nói của Donald Trump đối với phụ nữ, nó có vẻ không được tốt lắm, nó ảnh hưởng rất lớn. Thì từ đó Việt Thảo mới nghĩ ra,
vấn đề lời nói và hành động của mình ngay trong lúc trẻ cũng vậy, hay việc làm của mình nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Nếu mà Donald Trump không ứng cử tổng thống Hoa Kỳ, nhiều khi người ta không được ở đó ra. Cho nên những cái việc làm, những cái lời nói của giới trẻ bây giờ cũng cần phải chú ý. Có đôi khi trẻ nông nổi bồng bột, chúng ta nói chúng ta làm không nghĩ cái hậu quả, nhưng hậu quả vô cùng. Ngay cả việc Thảo hồi nhỏ cũng vậy nữa, vui chơi mà. Tôi nhớ hoài ở Cà Mau, khi mà ở trên cái chiếc xuồng theo cái rạch để mà bắt ra con sông lớn, sông Quan Lộ ở Cà Mau đó, để mà đi chài cá thôi, bình thường chài cá chài tôm. Thì ở Cà Mau thường thường người ta làm những cái nhà vệ sinh nó dọc theo cái rạch. Cái chuyện đó bình thường, đi bên ngoài chứ đâu phải trong nhà đâu. Thì chúng tôi đi chèo xuồng ngang ra thì nhỏ phá lắm, những cái cục mồi để mà thảy rồi đá gạch đó, đi ngang cầu tiêu người ta phát liện chơi, phá liện tủm tủm chơi chọc kẹo rồi cười giỡn, nghĩ rằng không ai biết mình rồi thôi đó. Làm một cách vô ý thức và không có nghĩ cái hậu quả, xong rồi về vui vẻ. Về tới nơi vừa bước vô nhà gặp anh hai tán cho bạc tai, có gì kỳ sao tự nhiên quánh tôi. Ông nói nãy thằng nào mà liện đá trong khi tao đi vệ sinh vậy, tao thấy không? Nếu tôi biết anh tôi ngồi đó đó, thách tôi cũng không dám làm. Nhưng mà mình làm mình vô ý thức, rồi mình nghĩ chắc người ta không biết mình, mà xui khiến sao cao ngồi trong cầu lại lộng anh của tôi. Thấy chưa? Cho nên cái câu chuyện mở đầu của cái chương trình Tonight with Việt Thảo hôm nay để riêng nhắn không phải các bạn trẻ nha, ngay cả những người lớn tuổi cũng vậy nữa. Đôi khi cái lời nói của mình đó, mình không nghĩ tới hậu quả mà sau này nó hậu quả hoài. Có người chết rồi vẫn còn mang cái tiếng nói của mình. Ok, ngày hôm nay trong chương trình Tonight with Việt Thảo được hân hạnh đón thêm những vị khách mới nữa. Và đặc biệt nha, là gia đình của chú Nguyễn Hoàng Cung đến từ Oklahoma đến đây để mà xem Tonight with Việt Thảo. Chúng ta được. Dạ, chào mừng. Và có một điều nha, mê chương trình Tonight with Việt Thảo nha, là bỏ Oklahoma để qua để ở luôn đó. Giờ nhà qua luôn đó. Úi chà, cái chuyện này ở Mỹ nó láo không có bị bắt nha. Đó. Nói mà không giữ cái lời nói của mình đó, muốn nói gì nói đó, giọng ngữ đó là hậu quả ghê gớm lắm. Ok. Tối hôm nay Tonight with Việt Thảo sẽ đón nhận hai tiếng hát, hai người guest rất đặc biệt, đó là Tina Bảo Trân và Linda Chu sẽ đến ngay trong chương trình Tonight with Việt Thảo sau phần quảng cáo của đài. Cảm ơn ban nhạc Brothers Band. Welcome back to Tonight with Việt Thảo. Trước khi Tina Bảo Trân và Linda Châu trình diễn cũng như là special guest hôm nay để chúng ta tâm tình với nhau, thì Việt Thảo trước hết là trả lời thư tín cũng như nói về các cơ sở đã báo trợ cho chương trình Tonight with Việt Thảo. Và trong tuần lễ tới này Việt Thảo có mặt ở đâu? Trong tuần lễ tới này thì Việt Thảo có mặt ở tại Nova Scotia. Đây là một trong cái tỉnh nằm ở ngoài khơi của Canada nha, ở mép ngoài. Thí dụ như ở đây California mình 9 giờ, thì ở bên New York đã là 12 giờ. Nhưng mà Nova Scotia nó là 1 giờ trưa rồi. À, tức là thêm 4 tiếng chứ phải 3 tiếng. Tức là nằm còn ra ngoài kia một múi giờ nữa. Ở nơi đó mà Dịch Thảo đã giới thiệu cái lobster rất ngon đó. Thì lần này anh em sẽ có mặt ở nơi đó trong cái chương trình Niềm Vui Hội Ngộ, đem tiếng hát của người nghệ sĩ đến cho đồng bào ở tại Halifax ở Nova Scotia nha. Chúng ta sẽ gặp nhau cuối tuần ngày 6 tháng 11 ở tại nơi đó. Trong phần trả lời thư tín hôm nay thì có cái nhiều thơ và có một cái thơ các bạn đã gửi về tonightwithvietthao@schannel.com. Có câu hỏi có liên quan đến MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin đọc nguyên văn. Thân gửi anh Việt Thảo, thứ nhất, xin cho biết chương trình Tonight with Việt Thảo được chiếu lại vào ngày giờ nào? Thì cái chương trình Tonight with Việt Thảo là trên Vietface, trên DirecTV 2076 vào lúc 7 giờ chiều giờ California. Tức là 9 giờ giờ của Houston, Texas và 10 giờ đêm giờ Đông Bắc Hoa Kỳ. Và sau đó chương trình này cũng sẽ được chiếu trên đài S Channel ở tại Orange County, miền Nam California từ lúc 9 giờ đêm. Tuy nhiên, sau cái ngày thứ ba đó thì chương trình sẽ được chiếu lại vào những ngày ở trong tuần. Và có thể một ngày chiếu nhiều lần tùy theo cái nhu cầu của khán giả và đài thấy thích hợp để chiếu, đáp ứng được yêu cầu khán giả. Thì theo tin gần đây nhất thì Việt Thảo biết rằng cái chương trình Tonight Việt Thảo được nhiều người thích, cho nên đài đã chiếu đi nhiều ngày và nhiều lần trong ngày nữa. Thì cái điều đó là tin vui. Cho nên các bạn nhớ đón xem nha, gần như ngày nào cũng đón hết đi. Nếu ngày đó không có thì ngày hôm sau. Vậy đi nha, coi như mình có đài mà. Còn ai chưa có DirecTV thì mướn được cái DirecTV hay mua đài DirecTV để coi Tonight with Việt Thảo. Thứ hai, xin mời MC Nguyễn Ngọc Ngạn lên chương trình của Việt Thảo.
Nếu làm được như vậy, tôi xin phục Việt Thảo sát đất và tôn vinh là đại MC của thế kỷ thứ 21, bác Nguyễn Ngọc Bân ở El Dorado Hills, California. Không cần phải tôn vinh hay là phong chức gì cả, Việt Thảo không cần. Đối với Việt Thảo, nếu được làm một MC mà đem nguồn vui đến cho mọi người như thế này, đã là hạnh phúc của mình rồi, nha. Không cần chức vụ gì cả. Còn trong trường hợp anh Nguyễn Ngọc Ngạn đó, thì Việt Thảo bảo đảm một điều nha. Phải mời anh Nguyễn Ngọc Ngạn lên tonight với Việt Thảo cho bằng được. Là tại sao? Xứng đáng. Một MC, đại MC lớn, nổi danh. Và anh Ngạn cũng lớn tuổi rồi, nha. Bắt buộc phải có trong chương trình tonight với Việt Thảo. Cũng như trường hợp của bác Văn Trung chẳng hạn, một danh hài, phải mời lên bằng được. Cũng như anh em bàn với nhau, Ngọc Minh nè, rồi Minh Hiếu nè, Thanh Thúy nè, Kim Tước, Quỳnh Giao, tất cả những ca sĩ nghệ sĩ có mặt trước đây lớn, mình mời nó, kể cả nữ nghệ sĩ Kim Tuyến, nữ nghệ sĩ Kim Tuyến của nền cổ nhạc Việt Nam đã có mặt từ đây từ 75 tới bây giờ nhé. Chúng ta phải mời lên hết. Rồi con của Kim Tuyến là Hoàng Lan nữa. Nói chung tất cả những nghệ sĩ không phân biệt già trẻ lớn bé, trước nay hay là ngay cả những em mới chập chững vào nghề, nếu có cơ hội chúng tôi đều mời lên hết. Nha quý vị, anh Nguyễn Ngọc Ngạn chúng tôi sau này là có cho anh đứng đây nha, mời cho bằng được anh Nguyễn Ngọc Ngạn lên. Lúc đó thì cái này nói trước cho nó vui nè nha, Việt Thảo sẽ là host của chương trình, anh Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ là guest. Một chút đổi lại, anh Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ là host của Tonight with Nguyễn Ngọc Ngạn và Việt Thảo sẽ là special guest. Để lúc đó Việt Thảo trả lời ba điều chưa biết về Việt Thảo và anh Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ đưa ra game chơi với Việt Thảo. Anh nó vui biết bao nhiêu phải không nào? Đồng ý không quý vị? Đồng ý mời anh Nguyễn Ngọc Ngạn không? Xin cảm ơn. Rồi, trong chương trình hôm nay phải nói đến những người bảo trợ. Thật sự mà nói, chương trình Tonight với Việt Thảo là một chương trình tốn kém. Chúng tôi chơi ban nhạc live nguyên band, một dàn cameraman, 8 cái, 10 cái máy, chuyên viên. Tổng cộng ekip không là hơn 22 người. Chương trình dàn dựng công phu và đầu tư, cho nên từ trước đến giờ làm lỗ không hả? Nhưng mà phải nói thiệt, nhờ có sponsor thì mới có tài chính để run chương trình được. Cho nên khi Việt Thảo giới thiệu những cái người bảo trợ cho chương trình, Việt Thảo cũng mong quý vị khán giả, những người yêu thích chương trình Tonight với Việt Thảo nên ủng hộ những cơ sở này. Để chi? Mình ủng hộ những cơ sở này, những cơ sở này ủng hộ lại Tonight với Việt Thảo để mình giữ chương trình này hoài. Quý vị đồng ý không ạ? Dạ. Công ty SNS, thứ nhất, là một công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng, hồng và màu đã được thế giới công nhận là sản phẩm độc đáo, giúp cho móng tay mọc, cứng, khỏe, bổ sung những vitamin E và calcium. Ngoài ra, sản phẩm SNS còn giúp cho salon owner, tức là những người chủ tiệm nail, tăng income. Nói tóm tắt như thế này, cái này là cái lời viết ra cho Việt Thảo đọc. Công ty SNS, bột nhúng SNS, hồi xưa đó mình xài Allergic, bây giờ cũng vậy nha, là mình quét cái nước gel, xong rồi mình rửa sạch tay mình sơn. Còn cái này đó, dùng gel xong nhúng vô bột, đẹp lắm. Nha. Chắc chắn rằng trong chương trình tuần này của Thảo có một lần đó sẽ mời công ty SNS lên để nói rõ về cái đề tài này. Cái người bảo trợ thứ hai phải nói là MacUSA.com. Công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nail và cơ sở thương mại trên toàn nước Mỹ. Giá rẻ nhất, máy tốt nhất, không hợp đồng. Các chủ tiệm nail nha, liên lạc với MacUSA.com. Coi trong chương trình này sẽ có quảng cáo đó. Để chúng ta liên lạc, giúp cho công ty này, ủng hộ công ty này cũng như người ta giúp cho mình sử dụng thẻ credit card như thế nào. Và sponsor mới nữa mà chúng tôi mới nhận được đó là gạo thơm hiệu Nàng Hương Chợ Đào, con nai bao bố của anh Trí ở cao nguyên supermarket Oklahoma. Chú Nguyễn Hoàng Cung biết phải không ạ? Cái gạo Nàng Hương Chợ Đào này phải nói lần đầu tiên tôi nhận giúp quảng cáo trong cái tình anh em, mà thật sự nó ngon thiệt. Có một điều nhấn mạnh ngay trong giờ phút này rất đơn giản thôi. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào phải lựa con nai, hiệu con nai và bao bố nha, bao bố nâu. Và hiện giờ thì anh Trí đã về bên Thái Lan để coi cái gạo lúa mới như thế nào. Và gạo Nàng Hương Chợ Đào sẽ được bán trên toàn cõi Hoa Kỳ và Canada, ở những chợ đều có hết. Nhớ, đón ăn gạo Nàng Hương Chợ Đào, rồi cho Việt Thảo biết dở đó. Cứ việc gọi vô Tonight với Việt Thảo, không mấy có giỏi, vô trong chương trình Tonight của Việt Thảo một cầm lên. Ok, tràng pháo tay cho ba cơ sở thương mại, cảm ơn. Và bây giờ trong chương trình Tonight với Việt Thảo, hai special guest sẽ có mặt. Và Việt Thảo muốn hai special guest này sẽ hát trước cho chúng ta được không quý vị? Đó là Linh Đa Châu và Tina Bảo Trân. Trân
贪恋这一个幸运，能与你相遇，让爱来临。chiều nay ta bơ vơ trên cát sỏi hoang mang, gió thương cho cô tim ta. nhìn dốc vô miên man, thương cho đời cay đắng. người yêu ơi, có biết hay chăng? tình yêu ta như muôn vàng giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta vẫn mãi bên nhau. hãy đến một lần thôi.用一生爱你，贪恋这一个幸运，能与你相遇，让爱来临。chiều nay ta bơ vơ trên cát sỏi hoang mang, xót thương cho cuộc tình ta. chiều nay ta bơ vơ thương cho cuộc thề đắng, người yêu ơi có biết hay chăng? cho đêm về ta vẫn mãi bên nhau hãy đến một lần thôi今生，定要答应了吧，白沙特沙，共美高大追尾，孤爱真追杀，鸟语大买卖啦，年轻拉白哼哈，你为心要买订单。Vỗ tay nữa được. Thank you. Okay. Linda Châu và Trina Bảo Trân thì Linda Châu, anh Việt Thảo có dịp làm chung từ lúc đầu tiên Trung tâm Văn Sơn được thực hiện ở Đài Loan, đúng không? Yeah. Em lúc đó là hát từ Đài Loan chưa? Hay là hát trước rồi? Hát Đài Loan trước. Là đầu tiên. Là đầu tiên. Dạ. Yeah. Còn Trina Bảo Trân thì anh Việt Thảo chưa làm việc chung với video. Em xuất hiện trên video nào thực? Dạ, xuất hiện trong những chương trình Hoa hậu. Dạ. Thường thường Hoa hậu đẹp đó, mà em dám hát trong chương trình đó là người mời em là phải căn cứ vào cái chuyện em đẹp lắm đó. Có người nha, có người nhìn thấy Linda Châu và Trina Bảo Trân hay hát chung với nhau đó, hỏi chứ hai đứa có less không? Dạ không. Ai tin được? Làm sao tin hai đứa không có less? Tại vì mỗi đứa có tình yêu mà, người tình yêu riêng. Bây giờ thấy không? Linda Châu nói tiếng Việt rành đó, chứ hồi xưa không biết nói luôn. Mẹ Việt phải không cưng? Mẹ Việt. Ba cha là người Đài Loan. Dạ, Linda Châu mọi người biết rõ. Còn Trina Bảo Trân là bảo đảm luôn cha mẹ Việt Nam hết luôn. Dạ, phải. Mà hai đứa không có đứa nào less nha. Linda Châu có gia đình rồi. Linda Châu có vừa mới đám cưới phải không? Bảo Long. Không, cái chuyện bình thường lắm. Đối với Việt Nam mình ca sĩ giấu không có chồng. Nhưng mà bên đây nha, càng có chồng càng hấp dẫn nha. Nó ngộ vậy đó. Có chồng đâu không? Còn Trina Bảo Trân là không hấp dẫn bằng, tại vì mới có người yêu chứ chưa có chồng. Không có người yêu đến đây rồi phải không? Có. Rồi, nhớ nghe các bạn, hai đứa có người có chủ nha, đừng có lộn xộn nha. Ok. Hôm nay Việt Thảo mời Linda Châu và Trina Bảo Trân là tại vì Linda Châu và Trina cùng ra mắt một cái CD. Dạ. Ngày hôm nay nha, chính thức release cái CD này. Em có thể nói gì về cái CD này của hai em? Cái CD này là lần đầu tiên Linda và Trina làm chung với nhau. Cái CD này là Let's Dance, nhạc vui, tất cả nhạc vui là nhạc nhanh. So you have to dance. Let's Dance. Let's Dance. Hay là Let's
dance. Let's dance. Okay. Okay, okay. Bữa nay là release. Mọi người sẽ được có một cái CD. Dạ. Dạ. Dạ, mọi người có cái CD. Yes. Nhưng mà hai em chưa có chuẩn bị cái CD ngày hôm nay đúng không? Dạ. Thì anh Việt Thảo đề nghị đây, trước mặt mọi người rất rõ nha, lấy địa chỉ hết rồi hai em mới gửi mail đi cái CD này cho mọi người được không? Dạ. Được. Được. Cảm ơn. Tốt quá. Cảm ơn. Dạ. Hai ly nước chuẩn bị cho hai em. Dạ, xin cảm ơn anh. Chưa. Vấn đề hai ly nước nào của ai? Thì trong này một ly nước lưng, ly nước đầy. Ly nước đầy dành cho Linda Châu nè. Và ly nước lưng làm cho Trina Bảo Trân. Thank you anh. Yeah, thank tại you sao anh. Tôi lại chọn ly nước lưng cho Trina Bảo Trân, ly nước đầy cho Linda Châu? Tại vì làm việc với Linda Châu nhiều năm biết. Nó uống nước như là trâu uống nước vậy đó. Phải không? Mà nói thiệt là Linda không uống nhiều nước đâu. Nhưng mà lý do tại sao lấy nhiều, tại sao uống nhiều? Mai em. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. Ok. Thì lát nữa em giữ lại cái cup này được không? Dạ được chứ. Trong chương trình Tonight với Việt Thảo đó, cái cup này đó là để mời cho khách nha. Thì đặc biệt khách, cái special guest của Việt Thảo có quyền giữ cái cup làm kỷ niệm. Còn nếu mà hai em không giữ đó, giờ anh cũng giục bỏ à? Tại vì chương trình tại sang lắm thấy, à. Ly dễ thương quá. Dạ đúng rồi. Yeah. Dạ. Tại vì cái người trong chương trình dễ thương đó. Ok. Trong cái game đầu tiên, trước khi cái game đầu tiên thì hai em có thể cho biết là release ngày hôm nay. Dạ. Release. Nhưng mà cái ngày để mà mình tổ chức ra mắt CD là ngày nào? Để cho mọi người biết tham dự. Dạ, 10 tây tháng 12. 10 tây tháng 12. Vâng. Hôm nay là 1 tây tháng 11, 10 tây tháng 12, tức là 1 tháng 10 ngày nữa. Dạ. 1 tháng 10 ngày nữa ở đâu? Ở Palm Spring. Dạ. Các bạn nhớ nha, đến tham dự, xem những cái poster quảng cáo để đến tham dự ủng hộ cho Trina Bảo Trân cũng như Linda Châu. Dạ. Rồi. Cái game đầu tiên của Việt Thảo ngày hôm nay trong chương trình là 3 điều chưa biết về bạn. Nhưng mà 3 điều này đó là dành cho hai em. Em nào trả lời trước cũng được, điều nào của ai cũng được. Linda Châu muốn dành hết 3 điều cũng được, hay Trina dành hết cũng được, hay là chia ra. Ai trước cũng được nha. Rồi, suy nghĩ kỹ nha. Cái gì mà chưa biết về Linda Châu hay là chưa biết về Trina Bảo Trân mình phải nói cho mọi người nghe. Còn nói ra mọi người biết rồi đó thì không cần nói. Chẳng hạn Linda Châu nói một cái điều chưa biết về em là em mới lập gia đình. Cái đó ai cũng biết rồi, không được. Yeah. Ok, rồi 3 điều chưa biết về Linda Châu và Trina Bảo Trân. Linda nói trước đi. Linda biết nấu cơm. Chuyện đó ai cũng biết hết rồi. Hết nữa, hết nói gì khác. Còn Linda biết nhiều cái sports, thể thao. Ồ, cái đó chưa biết. Có ai biết chưa? Sport gì, thể thao gì? Sports basketball, wow. Hay là soccer, baseball, football. Em cái cũng gì? Coi hết. Em coi hay là em chơi? Em coi. Mà em chơi được basketball với tennis. Tennis với basketball. Basketball. Yeah. Yeah? Yeah. Làm sao tin được? Chơi giỏi không? Không có giỏi lắm, mà cũng chơi. Yeah. One on one với anh Việt Thảo nha. Trời, phải mà Việt Thảo biết rút cái này là mình đấy rồi. Đó là điều thứ nhất nha. Chơi thể thao giỏi và basketball với lại là baseball. Alright? Tennis. Thank you. Rồi, điều thứ hai chưa biết về hai người. Ai nói cũng được. Chắc em đi. Em cũng biết nấu ăn. Không, chuyện đó không tính. Nhưng mà em có ra trường đi học đàng hoàng. Cái này chưa biết nha. Cái này chưa biết. Ok, em đi học trường nào? Là Cordon Bleu. Cordon Bleu? Dạ. Biết nấu ăn? Dạ, biết nấu và làm bánh nữa. Wow. Em có dự định mở nhà hàng không? Mong trong tương lai. Sau khi có chồng sao? Dạ. Rồi, cái thằng ngồi dưới sao khỏe nha. Tôi bảo đảm. Cái thằng ngồi dưới là thằng nào mình chưa nói nha. Cho nói không? Tùy anh. Ê, tùy anh tức là nói được ha. Cái người boyfriend của Trina Bảo Trân hiện giờ là ca sĩ Justin Nguyễn. Tôi thấy mọi người khựng lại, không ai vỗ tay. Tôi nghĩ chắc nó là bad guy quá. Được phải không? Được không? Em hãnh diện điều đó. Dạ. Ê, Justin Nguyễn có mặt đây không? Yeah. Cậu không dậy bước ra đây không? Ê, come here man. Bữa nay đi xem vào. Bước ra, thoải mái. Ê, đây là ca sĩ Justin Nguyễn. Yeah. Dạ gì? Dạ.
bạn gái của em chứ đâu phải Okisuki ấy. Thì em đang chào anh và chào tất cả quý vị đang ngồi đây đang theo dõi chương trình của Việt Thảo Show Tonight. Với lại xin chào tất cả quý vị đang theo dõi S Channel. Ok, next time. Lần tới mời Justin Nguyễn, cảm ơn em. Dạ, như vậy là hai đứa cũng lộn xộn rồi ha. Giới thiệu mọi người rồi, cảm ơn. Dạ. Chừng nào mà nó lộn xộn mét anh? Dạ. Chắc không đâu. Tại vì, sao em biết? Tại vì em biết nấu những cái món anh thích. Ồ, như vậy em giữ chân được Justin Nguyễn là tại vì cái thằng đó nó tham ăn phải không? Tham ăn, không có tham ăn thì khó ăn. À. Kén ăn. À. Dạ. Thà là cái món nào anh thích anh mới ăn, còn nếu mà cho dù mà không ngon lắm đi nhưng mà không có thích thì sẽ không ăn đâu. Chà, thực sự mà nói nha, một trong những bí quyết của người phụ nữ muốn giữ chân người đàn ông ha là cái bí quyết biết nấu ăn ngon. Cái đó mọi người công nhận phải không ạ? Hình như các bác ngồi đây đều nấu ăn ngon hết trơn, là tại giờ này mấy ổng còn ngồi đây. Ok, điều thứ ba chưa biết về Linda Châu và Trina Bảo Trần, ai nói cũng được. Đừng có nói em có bầu nghe. Linda cũng ra University of San Diego mà majored in chemistry. Are you sure? Yes. Bao lâu rồi? Từ 2000. No, không nói. Nói là người ta biết. You know the same major. Anh Việt Thảo hồi xưa cũng học chemistry. Yeah, really? Yeah, the same. Oh, wow. Nhưng mà qua bên này thì học mechanical. Nó khác. Tự nhiên chuyển ngang à? Phải, anh biết em học chemistry là anh đâu có chuyển qua mechanical chứ. Ok. Rồi, cái này chưa biết phải không? Hay là nhiều người biết? Dạ. Nhiều người không biết. Nhiều người không biết. Yeah. Như vậy em đã tốt nghiệp đại học USD. UCSD. Tức là UCSD. Yeah. UCSD là University California San Diego. Dạ, đúng rồi. Yes, UCSD. Ok, ba điều chưa biết về Linda Châu và Trina Bảo Trân trong tonight của Việt Thảo. Sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo của đài. Yeah. Welcome back to tonight, quý Việt Thảo. Yeah, bữa nay có thể nói là một trong những chương trình mà tươi mát tại vì có hai bông hoa phải không ạ? À? Mỗi bữa tôi nói nó cằn cỗi gì đâu á. Nhưng mà show Danh Quốc Anh đó, chứ trời ơi. Ok, nói để đối với Danh Quốc Anh là như người anh em vậy đó, chọc ghẹo được không sao. Thường thường anh Quốc Anh đó mà mỗi lần ra show Việt Thảo nói ok, maximum likes. Tại vì ổng đang tươi không thấy đâu hết trơn trời. Anh Chế Linh cũng vậy. Ok, trước khi đi vào cái game 2, trò chơi thứ hai, thì anh muốn dành thời gian này để Linda Châu và Trina nói thêm về hai em nhé. Dạ. Về tình yêu, về sự nghiệp, về cuộc đời, về học vấn, về niềm vui, bất cứ sở thích cái gì cũng được. Ai nói trước cũng được, nói cho mọi người nghe vui nè. Cầm thôi Trina, Trina Bảo Trần. Dạ. Ok, em có tình yêu, đang có tình yêu. Dạ. Mà cái người nghệ sĩ đó, có khi hát chung show thì em nói gì? Nha. Thí dụ Quang Minh Hồng Đào đi. Dạ. Là đôi danh hài diễn chung show, hai người đi chung. Nha. Mà Quang Minh nó còn lén, nó chạy lộn xộn hoài đó. Nha. Bây giờ em với Justin Nguyễn đi, hai người đâu có hát chung thường đâu. Dạ. Thì bây giờ cái tình yêu đó như thế nào? Mà còn trẻ nữa. Vẫn chung thủy, vẫn yêu nhau. Who knows? Em biết. Nhưng mà anh biết. Tại nó đi chung với anh biết. Làm sao? Làm sao hả? Uh-huh. Em hỏi nó đi. Em tin, anh vẫn tin hả? Em vẫn tin. Dạ. Cho dù anh giặt trần cái bộ mặt nó ra, em vẫn tin. Dạ. Nhỏ bị mù quáng. Nhưng mà thật sự đó, vừa rồi là chọc kẹo chơi thôi. Cái đó cũng là một trong những yếu tố giữ chặt được cái tình yêu. Có đôi khi đó nha, tôi nói ngay cả nhiều cái cuộc tình đổ vỡ là do cái sự ghen tuông quá. Nha. Nhiều khi người vợ nói, ô trời ơi, anh ở trong chỗ làm, người anh quen nhỏ, kia rồi lời qua tiếng lại, cái đâm ra có chuyện. Nha. Mà chuyện nó xảy ra tại đây luôn đó nè. Dạ. Có luôn nữa. Rồi, bây giờ Linda Châu, có cái gì để nói với khán giả ngày hôm nay? Bây giờ Linda đang ở Manhattan, New York. Hả? Không phải là ở Cali. What's wrong? Tại vì em cưới thì em phải đi theo chồng. Tiếng gọi của tình yêu. Yeah. Oh, như vậy bên tiếng Hoa nó có cái câu là lỡ lấy gà phải theo gà, lấy vịt theo vịt đó phải không? Ok, làm gì bên New York? Không có làm gì, vẫn còn hát. Thì mỗi tuần bay từ New York. Oh, lâu quá không có nói chuyện, không biết. Anh vẫn tưởng em ở California. Mẹ có đi theo? Không. Mẹ vẫn ở đây. Dạ, vẫn ở ba đây. Vẫn ở đây. Đúng rồi. Ba với mẹ như thế nào? Thì bố mẹ thì vẫn tốt, vẫn khỏe và yeah, everything's mẹ good. Mẹ nhỏ tuổi hơn anh đúng không? I think so. Yeah. How old is she?
61. Ồ, nhỏ hơn tuổi là chắc rồi, đúng rồi. Tuổi con, tôi sử dụng mẹo thìn tỵ ngọ mùi, mùi tuổi mùi. Mùi, mùi cũng dê. Dạ, dạ. Dạ, ghost, ok. Hồi đó khi đi hát, em tiền có được em đưa cho mẹ hết đúng không? Dạ. Bây giờ có đưa cho mẹ nữa không? Thì nếu có extra thì đưa cho mẹ. Còn phần còn lại? Thì rent for Manhattan. No, em phải đưa hết tiền đó cho mẹ. À. Rồi cái tiền rent đó bắt chồng nó đưa. Thì chồng đưa. Đưa không đủ? No. Chồng đang làm nghề gì? Bank, nhà băng. Ok, dự định khi nào có con? Thì chắc 1-2 năm nữa. Tại sao 1-2 năm không bây giờ? Muốn trở về Cali. Tại sao trở về Cali mà không ở New York? Tại Cali xa quá. Có em ở Cali. Đó, bởi vì người ta đồng hai đứa lát là phải rồi. Ok. Có điều gì tâm tình thêm trong ngày hôm nay? Xin lỗi nha, là tại vì hai guest cho nên mình không thể nói nhiều về một guest được. Nghe, thật ra mình luân phiên với nhau. Dạ. Ok. Ngoài cái tình yêu ra, ngoài cái tài nấu nướng rồi. Dạ. Bây giờ vấn đề ca hát của em hiện giờ như thế nào? Cũng may là có tổ phù hộ vẫn đi hát thường xuyên. Ok. Dạ. Hôm nay Việt Thảo cũng giới thiệu, đương nhiên không giới thiệu, các em cũng đi hát. Dạ. Các show khắp nơi ở đâu nha, thích coi cái chương trình tour này của Việt Thảo, mời Trina Bảo Trân, mời Linh Đa Châu để cho các em, những cái người thế hệ trẻ tiếp tục bật đàn anh đàn chị để đem tiếng hát phục vụ mọi người. Linh Đa Châu có thể hát được tiếng Hoa nè, tiếng Mỹ nè, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Anh giống nhau, tiếng Tây Ban Nha, Spanish, tiếng Quảng. Đã tiếng Hoa rồi, tiếng Quảng giống nhau rồi. Tiếng phổ thông tiếng Quảng khác nhau, nhìn em báo lan. Xin chào. Tôi khen cô ta đẹp nhé. Cảm ơn. Rồi em có hỏi là anh đẹp trai không đi? Nhi很帅. Xin chào. Tôi đẹp trai. Ok. Trina Bảo Trân hát được nhạc Anh nhé. Nhạc có hát nhạc Pháp được không? Dạ không, nhưng mà có thể hát nhạc quê hương được. Nhạc quê hương, tức là ngoài nhạc trẻ nhạc quê hương nữa. Ok. Rất cảm ơn Linh Đa Châu và Trina Bảo Trân đã tạo nên một cái tươi mát cho chương trình chủ này của Việt Thảo. Dạ. Ngày hôm nay đó nghe, tôi ngồi gần hai đứa này tôi mới thấy tôi già dễ sợ. Một bữa ngồi gần mấy người khác tôi thấy còn trẻ được. Tại tôi trẻ quá trẻ. Dạ, Linh đang nghĩ là bao nhiêu năm làm với Việt Thảo, từ hồi xưa tới bây giờ anh Việt Thảo vẫn không có thay đổi cái gì hết. Vẫn phong độ. Vẫn trẻ. You still look the same. I know. Ok, cảm ơn. Bây giờ nhớ này, những cái giây phút còn lại trong cái phần của chương trình hôm nay, em mình có 8 phút. Ok. Anh muốn mời hai em tham dự một cái game thứ hai. Dạ. Mà cái game này Việt Thảo nói trước là đã một lần chơi rồi. Đó là trong tour này của Việt Thảo, hôm đó có chị Trang Thanh Lan. Nhưng mà chị Trang Thanh Lan hôm đó chỉ nhát, chị sợ không dám nhảy nha. Thành ra Việt Thảo xin được phép dùng lại cái game này để mời không lẽ tôi nói, bởi vì tôi biết tôi nói chuyện vô duyên lắm luôn, mời hai đứa trẻ tự nhiên người ta nghĩ tôi nói Trang Thanh Lan già sao, phải không? Không có già nhưng mà tôi kêu bằng chị thôi. Okay. Thì để coi mời hai đứa trẻ nó dám tham gia hay không. Nhảy sạp nha. Có một điều đó là bữa nay phải giao rất rõ luôn, cũng có quy luật. Nếu nhảy được, em nhảy được, anh thục dầu. Biết thục dầu là gì không? Dạ không ạ. Thục dầu là mình đứng lên, mình ngồi xuống như thế này nè, thục dầu nắm hai lỗ tay nè. Nhá. 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 Còn nếu mà anh nhảy được thì hai em phải thục dầu. Game mà. Dạ. Có chơi có chịu à? Ok. Được không? Rồi, chào vỗ tay cho Linh Đa Châu và chơi game. Ok, bên này. Yep. Oh no. Chơi là ban nhạc. Chơi cái này phải cười dậy. Hả? Tụi em cởi giày ra được không hay là... Thử coi. Thử trước coi. Nhảy dài đúng không? Cho chúng em một chồng hối tay để... Cái điều okay. Này... Oh, no. Bây giờ muốn ai nhảy trước? Cả anh, hai anh nhảy chung. Anh nhảy... Bởi vậy mà không nói lát gì em tao tin hai đứa nhảy chung. Anh nhảy trước đi. Không, anh nhảy trước thì nếu anh nhảy được hai em phải thuộc dầu à? Ờ. Chịu không? Không biết. Kệ, tụi em nhảy trước, không sao? Em nhảy trước không? Ladies first. You go ladies first. Ok. Go Trina. Chưa bao giờ nhảy bao giờ nha. Nhạc. 1, 2, 3, 1, 2. Chưa dứt ngang, nhảy tiếp. 1, 2. Nó bị kẹt phải không? Kẹt chân rồi. Thuộc dầu đi cưng. Mấy bị kẹt chân rồi, ba cái thôi.
Lên sao ạ? Dạ. Cầu xuống. Ngồi sát đất mà. Sát đất mà. Rồi. Linda. Oh my gosh. Come on, you can do it. Music. Cái đó là chưa được tính. Là tại sao? Nhảy cái ra đến nghỉ. Không được, bây giờ phải nhảy liên tục. Ok. Liên tục nha. Ok. Nhạc lại, miss it. Oh my gosh. Liên tục. Được không? Không được. Rồi bây giờ tới anh này nha. Rồi. Bây giờ anh thắng hai đứa thục dầu trước rồi mới nhảy tiếp. Okay. Thục dầu hai đứa luôn, nhạc thục dầu. Rồi, Linda nhảy lại. Nếu mà Linda nhảy giống như anh Thảo vậy là anh Thảo thục dầu. Rồi, bỏ guốc, chấp luôn. Ok, alright. Liên tục nha, đừng là thua nha. Thục dầu đi cưng, thục dầu, thục dầu. Nhà thục dầu. Chị đâu có thử đâu. Thỉnh cái nữa đi, bỏ luôn rồi, bỏ luôn luôn. Rồi, bỏ. Rồi. Cái này thục dầu nữa quá. Đúng rồi. Cho làm lại cái nữa, cho làm cái nữa. Nè, nè, bình tĩnh nè. Quay, để nói cho em chuẩn bị. Đừng có quýnh, cứ theo nhịp. Cứ theo nhịp nhảy, đừng có sợ cái cây. Khi mình đi đúng nhịp là cái cây không có đụng chân mình nha. Okay. Rồi. Em đợi. Cho cái nữa. Tập, tập, tầng. Chờ. Chưa. Vô. Không kịp. Tụi chào đi cưng. Ok, khoan cái nữa, để anh làm cho hai đứa nó thục cái nữa luôn. Thôi bây giờ nè, ba người nhảy cho vui ha. Đi theo, ba người. Oh, ok, no. Bây giờ đó, như thế này. Phải cười dậy. Nhảy qua một lần thôi. Cái mình xây tour, coi nha. One more time? Đi ba người luôn ha. Nè. All three of us. Đó là lúc đó là em vô tiếp. Mình đi xây vòng với nhau. Oh, ok. Rồi. Tiếp tục. Vô. No. Okay. Đúng là không có bị nha. Okay. Come on. Okay. Ở nhà các bạn có thể lấy cây nha, mình chơi cũng được. Thực ra cái trò chơi này không phải chỉ là chơi vui mà có thể tập thể dục thể thao được. Đúng rồi. Thay vì mình đứng mình chạy tại chỗ thì đương nhiên bây giờ phải kiếm hai người đối phụ. Thì một người nhảy trước. Cứ nhảy xong rồi tới người kia luân phiên. Giống như tập thể dục thể thao. Ok, sẽ trở lại tonight với Việt Thảo sau phần quảng cáo của ta. Back to tonight với Việt Thảo. Hồi nãy nói câu cuối muốn hụt hơi không? Già chứ đâu còn trẻ đâu. Nói, sao phần không? Thở không ra hơi nữa. À, tính nói gì ta? Hồi nãy tính nói cái gì quên lửng luôn á. Thiệt luôn. Ok, trong những giây phút sau cùng của tonight quý vị Thảo, chắc chắn là Linda Châu và Trina Bảo Trân sẽ có một bài hát để cho quý vị thưởng thức tối hôm nay nhé. Dạ. Các em nói thêm về vấn đề cái show của các em và cái CD của các em để cho mọi người nghe lại, nhiều khi nghe phớt qua một lần đó không có rõ nhé. Nói lại. Thời gian để giới thiệu. Trong cái CD này Let's Dance có 10 bài hát. Có bài hát là Trina hát riêng, còn Linda hát riêng, còn mấy bài là duet. Dạ. Yeah. Thì
Thế thì mấy bài nào các em? Có hai bài trong CD là original của Trina với Linda. Nói về cái ngày ra mắt lại cho mọi người đi tham dự. Cái mà ngày ra mắt là ngày 10 tây tháng 12 anh. 10 tây tháng 12. Vâng. Ok. Dạ. Yeah. Trong cái album này thì có 10 bài, trong đó là 4 bài là hát chung, rồi 3 bài là Trina hát riêng cũng như là Linda hát riêng. Thì trong cái album này là có nói là Let's Dance, thì trong cái này có rất là nhiều thể loại nhạc, vừa là EDM, vừa hip hop, vừa trap, vừa cái gì nữa? Có một điều house. Là yeah. Có một điều là Linda Châu và Trina Bảo Trân không có cùng một trung tâm. Dạ, không. Trước đây không hoạt động chung trung tâm. Dạ. Có thể đi show gặp nhau. Lý do nào mà có cái cơ hội để hai người hợp tác chung để ra cái CD? Hai người quen nhau lúc mà đi hát cách đây khoảng 7 năm. Và từ đó là hai người là bạn thân với nhau. Thì Trina cũng muốn làm một cái đĩa để tại vì lâu quá rồi không có làm đĩa. Thì khi mà hai chị em đi show chung với nhau thì cũng có nhiều lần hát chung. Em đi show đâu phải chỉ chung với Linda. Em đi show chung với nhiều người, tại sao không làm chung người khác mà chọn Linda? Tại vì Linda hát hay. Linda vừa đẹp vừa hát hay mà là lại bạn thân của em nữa. Trina Bảo Trân. Đừng nói tại vì nó vừa đẹp giá hay đi. Hai đứa có bàn trước không vậy? Ok, vừa đẹp, có trẻ, hát hay, mọi người đều thấy. Một dạ. bài nữa hát hay cho mọi người nghe được không? Dạ, được. Chọn trong chương trình Tuna Quý Vị Thảo bài gì? Dạ, dạ bài trong cái đĩa. Bài số mấy? Bài số 9 thì phải. Số 9, bài gì? Là Touch by Touch. Hả? Touch by Touch. Ok. Ok, Touch by Touch trong Tonight Quý Việt Thảo và Linda Châu cùng với Trina Bảo Trân. Yes. When I feel the time is right and you're staying by my side, all the love you give to me makes my heart beat. When my fantasy fades away and my feelings wanna stay, all the feelings you give to me makes my heart beat. Do it with the do it, die today. You're my all-time lover. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come undone my cover. Vỗ tay đi không quý vị ạ. It's full of love, it makes me a turtle dove. And the love that we play night and day, night and day. When our love is clear and bright, it makes me a turtle dove. Love the game that we play night and day. Come on! Do it just to do it. Night and day, you're my all-time lover. Do it with you, do it anyway. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Cảm ơn Linda Châu, cảm ơn Trina Bảo Trân cũng như cảm ơn quý vị đã theo dõi Tonight Quý Việt Thảo. Và nhớ nha, tuần lễ tới là ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
nhé. À, các bạn nhớ đi bầu, nếu chúng ta là công dân Mỹ, nhớ đi bầu nha. Và có một điều đặc biệt là ngày bầu cử nó trùng vào cái chương trình thứ ba đó, thứ ba tuần tới. Có thể sẽ không có live Tonight with Việt Thảo ngay ngày thứ ba. Có thể sớm hơn một ngày, trễ hơn một ngày, hay là đúng ngày thứ ba. Các bạn nhớ theo dõi trên đài để chúng ta biết được cái lịch trình cho chương trình Tonight with Việt Thảo vào tuần tới. Nhớ nghe. Thank you and good night.